không được ta tuyệt không cho phép nghe được lạc thần muốn giết ninh dạ thần lạc như anh lúc này tức giận phản đối lập tức nhắm lại đôi mắt đẹp chủ động bắt đầu tranh đoạt quyền khống chế thân thể ngươi ngươi quả thực là tức chết tao rồi đây chính là ma tôn từ thượng cổ đến nay ma tộc cùng ta tiên tộc thế nhưng là tử địch ngươi chẳng lẽ không biết đến ma tộc hung tàn sao gặp lạc như anh chấp mày bất ngộ lạc thần tức giận nói nàng hiện tại là càng ngày càng hoài nghi lạc như anh thật là nàng thân hôn chuyển thế á phu quân hắn tuy là ma tôn nhưng hắn chưa hề chủ động bốc lên qua bất luận cái gì phân tranh hắn làm hết thảy cũng chỉ bất quá là tại che chở ta cùng hài tử mà thôi huống hồ lạc thần người cũng nhìn thấy tại phu quân dưới ma giới sớm đã cùng đã từng không giống ta tin tưởng có phu quân cùng ta sau đó tiên ma lưỡng dưới tất nhiên các loại hòa thuận ở chung lạc như ánh mắt lộ ra kiên nghị thần sắc kiên định đối lạc thần khuyên nàng trong chỉ nhờ cũng dung hợp lạc thần ký ức thấy được kiếp trước đã từng mình vì lục giới an bình làm hết thảy cố gắng nàng cảm thấy mình kiếp trước cùng nàng lúc này cũng không hề khác gì nhau mình nhất định có thể thuyết phục mình nhưng mà lạc như anh vẫn là coi thường cái này vài vạn năm đến tiên ma lưỡng dưới thâm căn cố đế thành kiến gặp nói bất động lạc như anh lạc thần đôi mi thành tú nhẹ trào lại tiếc nuối khẽ thở dài một hơi trong tay huyễn hóa ra một thanh lạc thần tiên kiếm đã như vậy vậy bản tôn chỉ có thể cưỡng ép đưa người dung hợp vì phu quân cùng hải tử ta là tuyệt sẽ không thúc thủ chịu trói lạc như anh thần sắc nghiêm nghị trong tay đồng dạng huyễn hóa ra một thanh lạc thần tiên kiếm hai người phân lập tại lạc thần thần tôn giống hai bàn tay phía trên lẫn nhau đôi mắt đẹp nhìn chăm chủ đối phương sau một khắc hai người đồng thời trước mắt biến mất từng đạo đao quang kiếm ảnh lấp lế hai đạo thần hồng vây quanh lạc thần thần tôn giống không ngừng lấp lế va chạm kiếm khí giang khắp nơi tạo đạo linh sóng chấn động toàn bộ thần thức trong thế giới hai người cùng là lạc thần lại lẫn nhau ôm lấy đối phương giống nhau chiều thức cùng ký ức trong lúc nhất thời đánh khó bỏ khó phân người này cũng không thể làm gì được người kia lạc như anh ý chí kiên định tuyệt không lưu thủ nàng biết nếu là nàng thua thân hồn tương dung vì một nàng khả năng liền muốn từ đây biến mất vì hai tử vì hán nàng đều không thể thua thần thức thế giới bên ngoài ninh dạ thần tại ôm lạc hồng dạ lại liên tiếp tránh thoát lạc thần mấy đạo kiếm quang ngay tại lạc thần dự định lần nữa huy kiếm truy kích lúc thân thể bỗng nhiên trì trệ cầm tiên kiếm cánh tay giằng cỏ giữa không trung kê tởm lạc thần cắn chặt răng ngà sau một lát mới thật không dễ dàng mới khôi phục cánh tay động đậy ninh dạ thần cũng phát giác lạc thần dị dạng từ vừa mới bắt đầu lạc thần động tác đều chân chờ không ít thân thể ngẫu nhiên cũng sẽ xuất hiện một chút không cân đối tình trạng xem ra hẳn là lão bà ý thức thức tỉnh nương tử vì phu khuyên ngươi vẫn là từ bỏ đi Người là giết không được vi phu huống hồ, hồ vi phu nhìn người thật giống như cũng không nỡ giết vi phu ninh dạ thần mỉm cười như hưng thủ đối lạc thần trêu ghẹo nói lạc thần nếu là lạc như anh mặt khác nổ sợi thân hồn cái kia hẳn là cũng coi là lão bà hà na nàng cái này huy kiếm đuổi giết hắn dáng vẻ phẳng phất tựa như là về tới 10 năm trước hai người lần thứ nhất gặp mặt lạc như anh kém chút muốn động thủ giết hắn khi đó đồng dạng có loại thời gian qua đi 10 năm lão bà cùng hắn tính lên nợ cũ cảm giác hừ ai là người nương tử bản tôn cái này chém ngươi lạc như anh hờn dối tức giận chừng mắt liếc ninh dạ thần khôi phục quyền khống chế thân thể về sau lần nữa cướp thân huy kiếm chém về phía ninh dạ thần nương tử ngươi nói như vậy vi phù sẽ rất thương tâm ninh dạ thần dựng thẳng lên hai ngón mặt mỉm cười ngăn trở rơi xuống một kiếm lại một kiếm ai quản ngươi nhận lấy cái chết mắt thấy không làm gì được nửa điểm ninh dạ thần lạc thần tức giận không thôi trong tay tăng cường đối ninh dạ thần thế công đạo đạo kiếm ảnh nhanh căn bản nhìn không thấy kiếm khi bé nhọn nương theo lấy kiếm quang tùy ý bay tứ tung Ninh Dạ Thần vẫn như cũ là một mặt thư giãn thích ỷ, hai ngón thong dong ứng đối. Lạc Thần đỉnh lấy lạc như anh khuôn mặt, lộ ra một bộ náo thẹn quá thành giận bộ dáng. Trong mắt hắn tựa như là lão bà sinh khí núng điệu, quái đáng yêu. Nhìn qua Ninh Dạ Thần thành thạo điêu luyện mà cưng chiều thần sắc, tựa như là đang bồi nàng chơi. Lạc Thần trong lòng càng thêm nổi giận không thôi. Thông qua lạc như anh ký ức, nàng biết Ninh Dạ Thần rất cường đại, tu vi không thể đo lường. Không nghĩ tới nàng lại là hoàn toàn một chút cũng không làm gì được hắn. Tức chết nàng ghé vào ninh dạ thần trong ngực lạc hồng dạ chừng mắt mắt to khuôn mặt nhỏ lộ ra một tia nghi hoặc không hiểu nhìn qua lạc thần mẫu thân tại sao muốn đánh cha đâu mà đúng lúc này thẹn quá thành giận lạc thần một cái không có chú ý vung chèn ra mũi kiếm hướng phía ninh dạ thần trong ngực lạc hồng dạ chém tới lạc thần quá sợ hãi muốn thu hồi lại tay lúc đã là không kịp cũng may mũi kiếm còn chưa chạm đến lạc hồng dạ liền bị ninh dạ thần bàn tay vững vàng đón lấy nương tử người dạng này thế nhưng là sẽ làm bị thương đến hai tử ninh dạ thần khẽ nhíu lông mày hơi trách cử nói ông 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 mẫu thân mẫu thân có thể hay không đừng đánh cha dạ dạ không muốn nhìn thấy mẫu thân cùng cha đánh nhau lạc hồng dạ cũng là giận nảy mình nhìn không được liền khóc lên dụ dụ con mắt một mặt khổ sở đối lạc thần nói nhìn thấy mình đem hài tử làm khóc lạc thần trái tim một nắm chặt trong lòng cảm thấy vô cùng tự trách cùng khổ sở vô ý thức không nhịn được muốn đem hài tử ôm vào trong ngực kém chút làm bị thương hài tử là ta không đúng lạc thần thu hồi trong tay lạc thần tiên kiếm thần sắc ai náy tự trách sau đó lại chỉ vào ninh dạ thần bất mãn nói ra người đem hài tử buông xuống không phải bản tôn đều không tốt ra tay với ngươi ninh dạ thần ninh dạ thần mặt lộ về bất đắc dĩ nhẹ nhàng buông xuống trong ngực lạc hồng dạ đứng trên mặt đất lạc hồng dạ vì không cho ninh dạ thần cùng lạc như anh đánh nhau nữa trực tiếp nện bước nhỏ chân ngắn chủ động đi tới lạc thần trước người ông lấy bắp đùi của nàng ngẩng đau đáng thương nhu nhu hô một tiếng mẫu thần một tiếng này mẫu thần lập tức để lạc thần tâm thần chấn động thân thể lần nữa không bị khống chế rằng có ngay tại chỗ nhìn qua lạc hồng dạ kia non nớt khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu cùng đầy mắt chờ đợi mắt to lạc thần cuối cùng vẫn nhịn không được ngồi sổ người xuống đem lạc hồng dạ ôm vào trong ngực dùng đến trong trí nhớ trấn an hai tử biện pháp nhẹ nhàng vuốt ve phía sau lưng nàng đây là con của nàng bất kể như thế nào hai tử là vô tội dạ dạ thật có lỗi mẫu thân không phải cố ý lạc thần nhẹ vỗ về lạc hồng dạ đầy cõi là ngoài này nói mẫu thân có thể hay không đừng lại cùng cha đánh nhau lạc hồng dạ ghé vào lạc thần trong ngực nâng lên khuôn mặt nhỏ chờ đợi dò hỏi được mẫu thân đáp ứng dạ dạ lạc thần do dự một chút gật đầu đáp sau đó lại quay đầu nhìn về phía ninh dạ thần ma tôn hôm nay tạm thời trước buông tha người rất lời lạc thần ôm lạc hồng dạ liền nhảy lên hóa thành thần hồng bay đi nàng bây giờ còn chưa cùng lạc như anh thân hồn tương dung cảnh giới cũng còn chưa vững chắc hoàn toàn chính xác không phải là đối thủ của ma tôn tiếp tục cũng không làm gì được hắn không bằng tạm thời mang hài tử rời đi về sau đang tìm hàn tính sổ sách ninh dạ thần có chút nhíu mày im lặng nhìn qua ôm lạc hồng dạ thoát đi lạc thần thật sự là tốt lão bà nhận hài tử không nhận trượng phu xem ra hắn có cần phải trọng trấn một chút phù cương lạc thần ôm lạc hồng dạ phi tóc từ phía chân trời phía trên chợt lóe lên ninh dạ thần theo sát phía sau bản tôn đều đã buông tha người ngươi còn đi theo bản tôn làm gì lạc thần quay đầu trông thấy sau lưng ninh dạ thần trong lòng giận không chỗ phát tiết nương long mày giọng dịu dàng chất vấn nương tử buông tha vi phu vi phu cũng không còn nói muốn thả qua nương tử ngươi nương tử đã dám đối vi phu động thủ thế nhưng là nghĩ tới hậu quả ninh dạ thần theo sau lưng cười hỏi hừ đồ vô sỉ bản tôn ngược lại muốn xem xem ngươi có thể như thế nào lạc như anh đôi mi thanh tú ngưng tụ trở tay liền vung ra mấy chui đoàn kiếm đâm về ninh dạ thần Ninh Dạ Thần tiện tay mở ra bóng ma, đem tất cả đoàn kiếm thu sạch nhập bóng ma bên trong, đây chính là nương tử người nói, cũng đừng hối hận, Ninh Dạ Thần chớp mắt từ biến mất tại chỗ, một cái chớp mắt liền tới đến Lạc Thần trước người, thật nhanh, Lạc Thần quá sợ hãi, vô ý thức bàn tay sờ về phía bên hông Lạc Thần tiên kiếm, Ninh Dạ Thần lại là sớm nàng một bước, một tay đặt tại nàng trên mu bàn tay, đến rút ra tất hơn Lạc Thần tiên kiếm lại theo trở về vỏ kiếm nương tử rút kiếm coi như quá nguy hiểm rồi ninh dạ thần một tay àn lấy lạc thần tay một tay thừa cơ nắm ở nàng nhỏ nhắn mềm mại bên hông xích lại gần trước người của nàng mỉm cười ôn nhu nói cho bản tôn buông ra tay của ngươi một tay bị đè lại một cái tay khác lại ôm lạc hồng dạ lạc thần bất lực phản kháng gương mặt đỏ lên cắn chặt hai hàm răng trắng ngà hơn dỗi nói với ninh dạ thần tên ghê tởm này vậy mà lại thừa cơ khinh bạc thân thể của nàng mê mơ nương tử nói là cái tay nào Ninh dạ thần tự nhiên là sẽ không buông tay, ngược lại càng thêm dùng sức ôm sát chút. Để hai người thân thể kể sát đến cùng một chỗ, hai cánh tay, lạc thần cắn chặt hai hàm răng trắng ngà, mặt mũi tràn đầy kiều giận nói. Thế nhưng là vi phu không muốn buông ra nâng tử người à. Ninh dạ thần xích lại gần lạc thần khuôn mặt trước, hai con người thâm tình ngóng nhìn. Lời nói nhu hòa, à, lạc thần tuyệt mỹ gương mặt kiều giận không thôi, sắc mặt cũng càng thêm đỏ bừng. Nàng rất là khí ninh dạ thần dám khinh bạc như vậy thân thể của nàng. Nhưng càng khí chính là mình nội tâm vậy mà khẩn trương phanh phanh trực nhảy chút điểm này cũng không giống nàng nhất định là bởi vì dung hợp thân thể trước đó ký ức nguyên nhân kê tởm thả buông tay đã nén thử đều không thể từ ninh dạ thần trong tay tránh thoát mà ninh dạ thần gương mặt càng thêm tới gần lạc thần cắn cắn môi đỏ đôi mắt đẹp sở sở động lòng người dùng đến gần như cầu khẩn thanh âm nói như vậy đáng thương bất lực bộ dáng đơn giản trời gặp yêu tiếc nương tử sớm đi biết điều như vậy không phải tốt nhìn qua kém chút đáng thương đến muốn khóc lên lạc thần ninh dạ thần lúc này mới hài lòng buông lòng tay ra nhưng mà vừa mới buông tay một giây sau một đạo kim sắc lôi đình kiếm quang liền một kiếm đối diện đánh tới ninh dạ thần ngửa ra sau một bước trước mắt kéo dài khoảng cách thần sắc hơi kinh ngạc ngơ ngác nhảy nhảy mắt hắn còn tưởng rằng lão bà rốt cục chịu thua nhận thua không nghĩ tới là khổ nhục kế ma tôn nhận lấy cái chết lạc thần vẫn như cũ trên mặt dư đỏ nổi giận lần nữa huy kiếm chém về phía ninh dạ thần ninh dạ thần cùng lạc thần ngươi truy ta đuổi ở chân trời trên không không ngừng vừa đi vừa về bay bước đi thong thả lấp lé như là hai đạo truy đuổi thần hồng một màn này vừa lúc để chạy tới lạc như hâm bọn người nhìn vừa vặn Tám người ngơ ngác ngẩng đầu nhìn dẫn theo lạc thần tiên kiếm truy sát ninh dạ thần lạc thần trong lúc nhất thời kém chút coi là nhìn lầm vừa lúc chạy tới dạ thiên thần cùng lạc như hâm mấy người cũng nhìn vừa vặn tỷ tỷ làm sao đang đuổi giết tỷ phu a à? là nàng nhìn lầm sao đây là phát chuyện gì chúng ta muốn hay không khuyên một chút tỷ tỷ và tỷ phu lạc như hâm ngơ ngác quay đầu nhìn về phía bên cạnh dạ thiên thần hỏi mê mơ dạ thiên thần thần sắc trầm ngâm khó được nhiều mày trong lòng cũng nổi lên khó làm sao phu nhân sẽ ở truy sát mà tồn đại nhân đâu hắn có nên hay không nhúng tay cái này tựa như là ma tôn đại nhân cùng phu nhân ở giữa việc tư tựa hồ cũng không có hẳn nhúng tay chỗ trống nếu là tả hộ pháp đại nhân tại liền tốt nàng nhất định biết phải làm sao trải qua một trận nghĩ sâu tính kỹ dạ thiên thần cuối cùng vẫn lắc đầu nhị tiểu thư chúng ta tạm thời vẫn là không nên nhúng tay đi phu nhân khẳng định là không đã thương được ma tôn đại nhân ma tôn đại nhân khẳng định cũng không nỡ tổn thương phu nhân sẽ không có sự tình tốt ta à? lạc như hâm cũng tán đồng nhẹ gật đầu theo đạo lý tỷ tỷ và tỷ phu ở giữa không có khả năng động thủ Nói không chừng đây thật ra là tỷ tỷ và tỷ phu ở giữa đồ diễn trò đùa đâu, có thể là một loại tình thú. Trên đường chân trời, thân thể cáng phát ra không cần đối lạc thần cầm trong tay lạc thần tiên kiếm, căn bản là không đụng tới ninh dạ thần một chút. Ngược lại mình giống như là bị trêu đùa, để lạc thần không khỏi càng thêm sinh khí. Ghé vào lạc thần trong ngực là không dạ cùng là khổng dạ trên người bóng đen đều trừng mắt mắt to ngờ ngác nhìn qua lạc thần cùng ninh dạ thần hai người. Loại tình huống này bóng đen cũng không tốt nhúng tay một cái là chủ nhân một cái là nữ chủ nhân nó là một chút cũng không dám động mẫu thân không phải đáp ứng dạ dạ không cùng cha đánh nhau à mắt thấy lạc thần lại muốn giơ kiếm chém về phía ninh dạ thần lạc hồng dạ trừng mắt khổ sở mắt to điềm đạm đáng yêu nhìn phía lạc thần lạc thần trong tay chỉ trệ lập tức lại không đánh lòng tại hải tử tiếp tục trước mặt động thủ cũng chính là tại lúc này lạc thần tâm thần run lên bỗng cảm giác thân thể càng thêm không nhận nàng khống chế mặc ngoài nàng là tại cùng ninh dạ thần giao thủ mà thôi trên thực tế nàng lúc này thần thức trong thế giới đã là đánh túi bụi nhất định phải nhanh trước giải quyết trong đó một chỗ mới được thật có lỗi dạ dạ lạc thần cúi đầu nhìn về phía trong ngực lạc không dạ nhẹ giọng nỉ non một tiếng thật có lỗi về sau bàn tay đặt tại nàng cái chán để nàng chậm rãi nhắm lại hai con người lâm vào ngủ say mà tôn hai tử trước trả lại cho ngươi rất nhanh bản tôn sẽ đích thân thu hồi lại lạc thần nhẹ nhàng đem trong ngực lạc không dạ ném ra ngoài thi pháp nằm đến Ninh dạ thần trước người tại Ninh dạ thần tiếp nhận ngủ say là không dạ lúc lạc thần cấp tốc thi triển trí nhớ kiếp trước bên trong thần độn chi pháp trước mắt đào tẩu hừ mê thơ muốn từ vi phu đáy mắt đào tẩu không dễ dàng như vậy vi phu còn không có tìm ngươi tính sổ sách đâu ninh dạ thần ôm lạc không dạ hai con người khép lại thần thức trước mắt ba trùng tự thân phương viên mấy chục vạn dặm dạ. thần độn chi pháp trốn không thoát tiên cảnh thí luyện bên trong chỉ cần còn tại tiên cảnh thí luyện bên trong Liên không khả năng không bị hắn tìm tới bởi vì cổ nàng bên trên còn mang theo hắn đưa cho nàng dây chuyền đâu mặc nàng chạy đến chân trời góc biển hắn đều tìm đạt được tay trải qua không ngừng khuếch tán thần thức bao trùm về sau ninh dạ thần khóe miệng có chút dương lên lộ ra tà mị cười một tiếng tin tới ngươi lần này nhìn nương tử ngươi chạy trốn nơi đâu